thấy cái cảnh miền Tây không? Ừ. Cái cảnh này mà cô bác chị ở những cái công nghiệp thì chắc có lẽ là không có thấy đâu, hoặc là sống ở nước ngoài lâu rồi thì sẽ nhớ lại được cái cảnh này. Dám cá vô đồng lắm vậy. Cá vô đồng chú ơi. Qua vậy là tôi không dài là tôi không có cá vô đồng nữa nha. Con cá vô đồng. Con cá này mà mình nấu nấu canh bầu hả chú? Kho bầu. Kho bầu. Cá vô đồng. Trời ơi. Nè. Bằng bàn tay luôn nè, thấy không? Thấy không? Con cá này cũng mập nha chú nha. Cá này nó chưa đẻ mà. Thôi thả nó vô. Từng từng hên đó. Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại chú Bên, chú Sáu Bên đó cô bác quý anh chị. Cũng như là lời đã hứa ngày hôm qua thì chú Bên cũng đã đóng xong cái chiếc xuồng của mình, những cái miếng vạt cho cái chiếc xuồng mới của mình sau khi được vợ chồng anh Bình ở Canada ủng hộ á, thì ngày hôm nay chú Bên lại cúng một cái chiếc xuồng mới với bông và một cái con vịt cho bà cậu. Cũng mong rằng đi ở trên này bắt được nhiều cá hơn và thuận lợi hơn. Và để coi chú Bên cúng vái, cũng như là đi chú đã cũng đã có mua 4 cái tay lưới rồi, và chú đã bựa giăng lưới vào sáng nay. Thì mời cô bác anh chị tiếp tục cùng theo Bùi Hồ ha. Dạ. Chú đang cúng nè. Em cứ đứng ở trên đó đi. Mới ra nhà anh hôm qua cũng giúp được cái xuồng mua 4 tay lưới mới đó. Nhờ mấy ông cũng hộ độ gặp may mắn này cho nó suôn sẻ đầu năm tới cuối dẫn cuối năm. Và cậu về uống qua cháo dịch cái gạo muối có đó đầy đủ hết, bông hoa trái cây rồi vui vẻ phấn khởi đầu năm tới dẫn cuối năm rồi. Cũng nghe thật với chú là hồi trước đây được mua hoài mua không được, không có ai bán hết vậy đó. Thường cháu nó giúp cái thù vị là đâu dám bước, tôi lót cây tôi leo qua đây tôi đóng luôn. Lũng mất tử vậy đâu có mình mưu sinh cuộc sống được. Nhờ tinh thần là mạnh thường quân mà giúp tôi về, tôi là dặn sự điều nhỉ, thì là tôi mong là các anh với các chú các bác đồ là nước ngoài trong là mạnh thường quân đó nhiệt tình giúp đỡ cho dân nghèo thì tôi cũng cảm ơn dữ lắm. Đó là thật tình tôi quá mừng phấn khởi dữ lắm rồi đó. Sáng làm sáng tôi mua về tôi tính để sáng mà thôi, sáng bổ cũng vậy thôi, tôi bổ trước thấy nước lớn sáng nè, bổ kiếm 3 cá triệu. Sáng chú Bên mua mấy tay? 4 tay. Bốn tay hết nhiêu tiền? Hết 800.
800, con thấy mua cộng dây xích mới thôi vậy? Ừ, xích mới là 120 nữa đó. Dạ. Đâu có dám bỏ, để khi mới ra à. Sau này kia bỏ tôi khóa luôn, chìa khóa luôn. À, mua ổ khóa luôn hả? Ừ. Chứ bây giờ mình thấy mình nghèo, rồi thấy cái gì, tham đai của này cái là dân bỏ ác đó, cháu cái là... Hôm qua là chú đóng chiếc xuồng này mấy giờ mới xong? Ngày qua tới 2 giờ đó, dạ. Đóng tạm chứ còn cưa cái này nè. Đóng cái sạp hai bên đó, mình thả cá chứ đâu phải để liền gì được đâu. Cái này mình đóng thành khoảnh hơn cúng kiến rồi này kia, xong còn một buổi nữa. Còn đóng thêm buổi nữa, nhưng mà bây giờ chiếc xuồng này cũng đi được rồi. Đi được rồi, coi như ngầu được hết ra rồi đó. Dạ. Nhưng mà có cái mình tới đâu mình san sẻ, mình làm lại từ cái nắp gì nè. Mình dỡ bỏ cá cho nó dễ đó chú. Dạ. Mà nó tiện cho mình chứ đâu có phải. Mừng dữ ha chú. Dạ. Mừng dữ ha. Mừng dữ lắm chú. Anh em mà có cái tinh thần mà giúp đỡ về chưa đừng thấy. Hôm qua là mua hết nhiêu tiền rồi? Coi 800 với dây xích này là 902 với con vịt này sáng rồi mà nghe 300 mấy nữa. Con vịt này tới 300 mấy không? Dạ. Coi như là 350 đi. Ờ. Rồi trái cây nữa. Ờ trái cây rồi đó thì cũng chạy ra là 400 mà 300 902 400 lần chiều 320. Rồi. Hôm qua con gửi chú nhiêu? Chiều 8. Còn lại khoảng 500 ngàn. Dạ. Không tới 500 mà. Còn 500 mà nào ngay trả cho chị ba mà chị không có lấy thôi để nó đi. Mượn hả? Hôm ngày chú mượn hả? Ờ, hôm nay mượn là 150, nó xíu xíu hơn. Nghe hả? Dạ. Mượn xài hả chú? Dạ. Thế bây giờ còn thiếu ta nhiêu nợ? Khói à. Chắc còn có 300 đó nữa, 300 của chị ba nè. Là thiếu 300 nữa là hết đúng không? Dạ. Sao bữa hôm trước có nợ mà chú giấu? Đâu trời ơi thấy ít rồi mà không giấu trời ơi. Hả? Cái đó là thật tình mình đâu có phô bày chi dạng nợ nần đó chi. Mình tự tiện mình trả chứ giá mưu sinh là trả. Bị hứa anh em ra 5-10 bữa rồi. Dạ. Yeah. Có khi là thấy mình làm ăn không được người ta nhượng nhượng lợi. Dạ. Yeah. Có thể chậm trễ 5-3 bữa nó được. Ngày qua tôi lấy cũng có liền đó rồi đem ra trả chị không có nhận. Thì nó thôi để đi coi mua lưới thêm nữa là dùng chắc. Dạ. Cũng mua thêm 2-3 tay nữa. Dạ. Cái này là mình cúng khoảng nửa cây nhang hả chú hả? Cái mình cắm lên hả? Ờ nửa cây nhang cái bây giờ đấu lên cái cho nó ngoài này nhà nó chặt nó làm mồi đi. Dạ. Rồi cái rồi, chú có đi, đi lãng tham quan thì đi đó bữa tôi bỏ từ cầu ra chảnh á. Ờ cũng tranh thủ lắm chú ơi, vậy mày cái nghèo mà tranh thủ vậy là nó sướng đó. Cái sớm cái là tôi gây tôi bổ rồi tôi chở thăm cái dàn lớn này. Con vịt này vịt trắng hả chú? Trời vịt trắng. Ờ, con vịt nó 3 kg mấy rồi, 3 kg rưỡi luôn. Trăm khoảng 90 ngàn ký. 75 ngàn. 75 ngàn. Cũng ngon ha. Ừ. Mình cúng bà cậu mình phải chéo cánh lại vậy á. Thì cúng bà cậu thì phải chéo là chút rồi mình xong giả mình phải mở. Cho lật ngửa là cái nữa. Trong cúng theo quan niệm của người Nam Bộ. Ờ, quan niệm của người Nam Bộ đó. Chứ ở trên, ngoài mình không biết. Trên có quan cầu, ở trên có quan công, ở dưới sông có Hà Bá. Ừ, đó. Nên thành nữ là có bà cậu phù hộ để mà làm ăn. Thì đó cái tinh thần của mình đấy. Có thờ có thiên mà có kiên có lành. Đó, nên thành nữ là dạ nên thành nữ là mình coi như mình cúng để cho có những cái lòng tin. Ừ, và đâu đó rằng là mình sẽ mong rằng là những cái chuyện suôn sẻ đến với mình. Có đủ ăn đủ xài với ta hàng ngày được rồi. Dạ vì chú Sáu Bên đã ngần ấy thời gian sinh sống trên cái con sông này rồi. Sống ngày sông nước quen nên chú cũng biết cái cách để mà cúng vái, cũng mong rằng là mọi chuyện đó với chú sống hàng ngày được suôn sẻ. Ừ. Ai chéo cánh mà khéo hả chú? Này tôi chéo. Chú chéo luôn hả? Chéo vợ tôi đâu biết chéo. Ờ khéo á. Thì con vịt là thường thường với con gà mà biết chéo thì nó đỡ, không biết chéo thì nghịch qua nghịch lợi dữ lắm. Sau khi cúng xong rồi á thì mình sẽ thịnh sinh lại cái phần xác. Ừ, rồi là kiến lại phần xác. À. Cúng đất đai của quyền anh em mình lai rai uống miếng rượu ăn cháo rồi với tôi cho vui phải không? Đó là cái sự nhiệt tình. Dạ. Cái con vịt này mà sau khi mà kiến lại cái phần xác thì gia đình của chú là cũng ăn cũng hai không, ba không ngày hết đâu dễ vậy ăn 2-3 ngày á 2-3 ngày mà không hết nữa
chút cũng bưng cho chào nhiều phép người tôi thật thà luôn. Cho chồng sớm người miếng. Cái trời ơi tình nghĩa chồng sớm người ta có gì ta cho mình. Mình cũng có cho lại. Dạ. Nó không có mời hết, chỉ có chú. Không, con không có dùng. Hả? Con còn việc nên con không có dùng nên chú cứ san sẻ với lại hàng xóm với lại để cho cô dùng đi. Thì sáng giờ sợ chú chứ con cháu không có lên giờ dùng miếng cháo cho tôi nghĩa là hả đi công chuyện cái gì. Không, dạ được rồi chú, con cảm ơn đó chú. Đó là sự nhiệt tình nha, chứ dạ. Chú đâu có ăn lộ, ăn hối lộ, hối liếc gì sợ. Cái này là sự thật, tôi cũng mừng lắm nha. Tôi với mặn dịch để xuống cái xuồng cho nó. Dịch này là chú mướn tao mặn hay chú tự mặn? Coi như ở ngoài chợ nó mặn luôn đó, chứ tôi mặn nó nữa chắc tới 12 giờ chưa cũng được. Người ta mặn sạch hơn. Mặn rồi, mà dịch lấy nó nhiều lông con lắm. Nó mặn nó tính cái tiền lãi của nó nữa. Con chăm vô miếng rượu nữa đi chú. Hả? Chăm giống miếng rượu nữa đi. Chăm chứ. Bà cậu ạ. Để chỗ anh chỗ ở đây rồi. Thế bà cậu đi xong cũng về cảm ơn chú Miên. Hồi nay tôi mua dịch xuống. Chiếc xuồng cũng dọn dẹn đó. Tôi cũng hộ độ cho tôi. Bạn gặp nhiều may mắn. Từ đầu tên cô đầu năm tới cuối năm. Hồi sáng này chú có đi thăm không hay là đi bủa thôi? Đi bủa rồi chở ra thăm cái này. Dạ. Thăm có không chú? Đó, cũng được 6 ve con rồi đó. Với lầu ký chắc cũng được 2 ký, 3 ký. Dạ, vậy là ngon rồi. Ừ. Và tính ra là ngày mà. Mới rồi nữa là giờ nhiều ngày kiếm 5-7 ký được. Mà tính ra ngày là chú phải kiếm hơn cả 100.000 chứ? Ừ, nó ra được 5-7 ký rồi cũng hơn 100. Hồi bữa nào thắt nước rồi nó trao đổi ra là có khi 50. Nhưng mà vậy là cũng đủ sống rồi. Ở quê mình vậy cũng đủ sống. Rồi tạm thái rau muống rồi thêm của mình nấu canh chua rồi cũng được. Mà rau muống cái này nó hết rồi chứ hổm rồi tôi cũng chạy tôi thấy rau muống cái rau chai cũng đám rau chai này dữ dằn lắm đó. Và nó cạp tôi có chân rồi đó. Dạ. Chứ tôi gặp cái gì là coi như là phải chẳng là món máy rồi đó, không phải. Dạ, dành dụm được lúc nào hay miếng đó. Có khi mình cũng tiêu xài được, nhờ mạnh giỏi đó chú ơi. Chứ đau bệnh nữa nó tốt nữa. Hồi đó giờ chú đã sử dụng mấy xác xuồng rồi? Coi như lậu bộ không à. Văn trong kinh Tân Huệ mà nó văn ít. Chứ có 2-3 tay, bữa 10-20 nó đâu có làm sống đủ. Dạ. Mà từ ngày cái xuồng này đó, là nó cho đó hay là nào ngay là mang cũng được. Dạ. Ngày cũng 70, 100, thắt gì cũng phải 50. Dạ. Rồi tới cái này là trọn vẹn mới rồi. Bởi là chú biết sao tôi đóng cái vạt xuồng là tôi phải khui đục. Mình dạ. Đi xa mình dân được. Dạ. Nếu một chỗ còn vòng hoài nó cũng yếu dính nữa. Dạ. Đó là ngay vậy đó. Nó thắt. Cũng mừng ha. Ừ, cũng mừng dữ lắm rồi bởi vì mình trộn dạng như mình bởi tôi đóng có bẩn cái qua rồi mấy lâu á là mình chét chai rồi mới có phá đường hèm được. Dạ. Phá đường hèm cho nước vô ra vậy nè, mình bơi tới đâu nó cũng không chết ra cả. Dạ, cơ chứ mình làm trễ cái nó chết bán đâu cũng được. Khoét đục là cô bác anh chị hiểu là sao không? Ừ. Là có nghĩa dưới cái này nè. Khoét một cái đục để mình làm lưới cho nước nó chạy ra chạy vô. Đúng rồi, hai bên này biết bị cái nghề nghiệp mà đồ nào giờ làm câu lưới mình biết rồi. Cái bơi xa nó chảy cá nó chết. Dạ, cho nước nó không bị tù á. Nó không có bị tù với nắng, nó không có dội nóng á. Dạ. Thành thử con nước mát này hoài là nó sống hoài à. Dạ. Mình đem về nhà kịp bằng trễ cỡ nào mình cũng thảnh thơi mình bơi ra dai được, phải không? Dạ. Còn có ta có máy thì nó chạy tới chạy lui tè tè nó mau, còn mình bơi không à. Đó cái cảnh đó vậy. Bây giờ đó. Có còn ham cái máy không? Ừ. Thôi tàn thôi, bây giờ mà đòi hỏi quá, bây giờ cái tinh thần thôi. Bây giờ đòi hỏi là thấy cũng khổ tâm lắm chú ơi, thiệt tình. Với cái máy là mới bây giờ nó cũng là nhẹ chứ đâu có xài cua le nữa đâu. Nhưng mà là cũng tệ gì cũng 2-3 triệu nữa chứ đâu ít. Mà thôi cái máy của chú, con sợ là một là chú mà chú đi xa thì có cái máy là cũng hay ha. Đi xa thì cái máy cũng hay, đi ra đây ra Mương Khai rồi hôm qua ra nhà ngoại chú về ngoại đó là mình bơi về hơi khổ, hơi cực, bị mệt, bủa mệt rồi mình bơi về nó mệt. Mà thôi chú ơi, cần gì máy móc để mình lai rai mình làm mình sống. Nhưng mà cái máy thì chú để dưới này nó an toàn không? Được, theo đúng cái máy thì mình phải đóng rồi. Phải đóng cái nhà mà chân máy đó. Dạ. Rồi mình kẹp với có gì. Dạ.
Rồi ấy quay trở lại xuồng rồi mình rộng cho nói về có cái máy sao nó căng đồng cái lắm đó. Dạ. Mà nó lắc xuồng nữa. Đó, tôi thấy bữa nay thấm chài rồi, thấy chưa? Rồi nó khô ra nè. Cái xuồng này tốt á cô bác anh chị, còn cứng cáp lắm. Còn cứng lắm. Mà đúng rồi, cái đoạn đường của chú á đi văn Mỹ ở dưới kia kìa. Thành thử là xa lắm. Vậy có cái gần ra chợ mình khai là mấy cây số, 4-5 cây số là. Bởi nhờ cái xuồng cứng thì mình đi nó là nó khỏe hơn. Dạ. Nó nhẹ nhàng. Bây giờ có mình. Cái máy nó chắc hạnh phúc ha. Dạ, nói vậy nếu mà có cái máy nó nhẹ nhàng vậy lắm. Nhưng mà nó phải đóng cái cầu nó ngoài. Biết mình lắm. Nhưng mà thôi thì phước hoàng mình đến đâu mình hãy đến đó. Tới đầu tính tới đó chứ chưa gì thấy mừng nghe lắm rồi đó. Cái máy bình thường là nó khoảng nhiêu tiền? Tôi cũng bị mình không có xài, con không biết, chắc cũng 2 triệu mấy rồi, nó không có nhiều đâu. Giờ có chuyên dịch đâu luôn nha. Ừ, máy nhỏ rồi. Gần có chuyên dịch đâu luôn. Thì chuyên dịch rồi chắc 2 triệu mấy, không có nhiều đâu. Muốn mua không? Để coi cái thời gian có tinh thần chú là giúp được rồi tôi mừng lắm, nó nhẹ nhàng, không có gì. Là đó là tôi dân dài dài là không, đời sống phải nè đó. Để chú dành hết cá người ta là sao? Không cá không, trời ơi chú không thấy này cho nó thiệt còn ác rồi mà không nó không sợ hết rồi kinh nhỏ vậy chứ là người ta giăng lưới người ta bơi xuồng không có mình chú chạy máy chú giăng hết cá rồi sao trời nói vậy chứ dễ vậy ta cũng đi đó dở dớ vậy mà tao còn dở máy rồi chú thấy không chạy tè mình tại mình khổ như vậy là mình mới bơi thôi chứ dễ thì nó có sức khỏe để cái thời gian chú bơi đi xa chú trở về rồi lưới câu chú cuốn mệt đó nhưng mà buộc vào cảnh phải làm đâu chứ đâu đi dọ thử coi chú dọ giùm con để coi cái máy nhiêu tiền lấy dọ tôi cho chú hay mua trợ góp có tinh thần giúp đỡ chắc 2 triệu mấy rồi chứ không có nhiều lắm mua trợ góp nha chú chứ còn tiền mới thì đồ mới là mình không có hiểu rồi còn bây giờ cái đồ nghĩa đẹp về nó trang quá lại ha là chắc 2 triệu mấy chú con không hiểu là mình cúng mình để gạo với muối gì chi chú rồi chúng mình giải cũng như là cái bộ mà tâm sơn cũng như đệ tử của bà cậu vậy đó mình giải chi xong thì trên nhà mình cúng trên nhà đất đai rồi kia tết nhất thì mình cũng giải xung quanh nhà còn ở dưới này là phải giải vậy đó lắng nghe rốt lần nữa rồi gãy anh em nhiệt tình như nắng nôi anh em chịu rồi hơn nửa cây rồi có lần này nữa là được rồi uống miếng rượu nữa rồi uống nước trà để tu lưu hương để tụi tôi nhấm nhút một chút tình chú nếm miếng luôn chứ cái này tới uống trà hả chú có 3 lần rồi đó, trà cho con ăn phải cho tao uống nước chứ súng nước súng miệng rồi đó thấy sao nửa cái nhang được rồi dạ yeah. Cái tâm tình này nó quý lắm chú ơi tôi hổm dài nó cũng thật hết chú từ đầu ngoái năm nay bị vợ nó bệnh đi nhóm nhóm hay chú thấy không đó là bị tiểu đường rồi khớp á bây giờ khớp nó phá cái khớp này nó sưng cái này dữ dằn lắm rồi mày ráng mưu sinh sống rồi phải chạy trọt vậy đó mày, có khi nó thiếu quá đến đổi đó rồi chị em mượn đỡ chị em ra rồi mình trâu chở qua cơn đau rồi tiếp tục làm để trả người ta tí xíu nữa chú thăm con bơi rồi em con quay rồi được không đó, thì ngồi chính giữa lấy hai cái cây tím dáng này không nè. Mình con bơ ở ngoài sau con bơ ngoài sau đó được rồi nó ngồi cái giữa lấy ngồi được hay nó ngồi kế đây dạ nó ngồi giữa được rồi trời tinh thần không ấy vậy là tranh thủ đi cho chú còn đi nhiều công việc nữa dạ thôi xin lưu hương bà cậu ơi đây cũng dịch đây đầy đủ cũng mong rằng là mọi chuyện sẽ suôn sẻ đến với gia đình của vui vẻ cho nó và làm ăn công việc càng ngày càng phát triển hơn. Ê, mình thật lòng là thật tâm là được rồi chú ơi sợ con cái là mình không thật tâm đó nó dục phèo đầy đủ nghe mấy ông. Ê, sao cái đó làm gì chú cái này mình lật ngửa lên rồi trước khi mình trình bày mấy ông rồi đó coi nó đầy đủ không rồi đó trình bày
Nó ruột ra rồi đầy đủ đây. Ờ, có người ta phức mặt cái mình cúng kiến mình hay lâu đó đàng hoàng cái đâu ấy. Mà cúng cái này nguyên con là phải đầy đủ, huyết gan là đầy đủ á. Mê. Ừ. Nguyên con vịt luôn. Cái này mình cúng bà cậu hồi nào bây giờ nó nguyên cái này. Cô bác anh chị mà coi cô chú cô bác anh chị có nhớ cái bộ phim mà rất là nổi tiếng của Việt Nam đạt giải Cánh Diều Vàng á, là bộ phim kinh điển. Đó là bộ phim Đất Phương Nam. Thấy cái cảnh miền Tây không? Ừ. Cái cảnh này mà cô bác anh chị ở những cái công nghiệp thì chắc có lẽ là không có thấy đâu, hoặc là sống ở nước ngoài lâu rồi thì sẽ nhớ lại được cái cảnh này. Ông bà ta từ thời cổ chí kim thì theo cái tục lệ á, thì mình sẽ cũng nhớ theo tục lệ ông bà, nhớ ơn ông bà cậu để ăn quả thì nhớ kẻ trồng cây ha, bưng lên nhà luôn giùm cảm ơn luôn. Thì nó quẹo quạt nó đâu có xuống như này được đâu, mình tôi chuyển nó lâu thì vui hồ được trải nghiệm đi trên cái chiếc xuồng mới của chú Bên. Chiếc xuồng này được vợ chồng anh Bình ở Canada hỗ trợ ha cô bác anh chị. Rồi để mình con bơi thôi chú, mệt chú dưỡng sức đi hồi chú bơi về. Rồi bơi đi. Và đằng trước đầu mũi là chú Bên, còn Vui Hồ thì bơi ở đằng sau lái. Có câu bơi xuồng á, mũi dài thì lái chiếu đòn là vậy đó cô bác anh chị. Đó là nữ là Vui Hồ cũng biết bơi chứ không phải là không biết bơi nha. Dân miền Tây sông nước mà. Miền Tây mà không biết bơi sao được. Không biết bơi là không được. Vui Hồ vừa bơi vậy là vừa nạy chiếc xuồng để cho cái đầu mũi nó đi ngay á. Mà chiếc xuồng có bánh lái thì mình sẽ dễ bơi hơn. Còn không có bánh lái thì nó hơi bị trao hơn tí xíu. Mà có bánh lái thì mình ngồi đầu mũi mình bơi vẫn được. Ngồi mũi mình móc nó đâu có lắc. Nó không có lắc rồi cô bác anh chị. Cái chiếc xuồng này mua là 2 triệu đồng. Đóng đồ luôn, chắc anh này vừa bán vừa cho luôn rẻ ha chú Bên ha. Cho chai luôn á. Cho chai luôn đúng không? Cho dầu chai, chục ký dầu chai đó. Tôi mua có ký chai bột mà. Tôi pha vô gấp gấp giò luôn. À, thấy Bùi Hồ bơi xuồng đã không? Cô bác anh chị mà có về Việt Nam khi Bùi Hồ trải nghiệm bơi xuồng ở trên kinh thì Bùi Hồ bơi cho xem. Đi thẳng luôn hả chú? Đây này, quẹo chỗ ta cái chân cầu đó. Quay ra trước, em quay ra trước rồi. À, quẹo chân cầu chỗ nào? Chân cầu đúng không? Đó, chân cầu đó đó. Dạ. Chân cầu bên trái đúng không? Ừ. Ngay không? Thấy ngay không? Rồi, ngay rồi đó. Chỗ đọc dừa này nè. Đọc dừa đó. Rồi, ngồi im đi. Bắt đầu gỡ hay không? Dạ, gỡ đi. Thêm hết này chắc chú lâu à. Chiếc xuồng này bơi cũng phải biết thắt lại mới được nha. Ừ. Không thắt dạ, lại là nó đâm vô là mau hư chiếc xuồng lắm. Nè, gần lưng mới nè. Đây. Đó, cái văn lưới như chú á, một cái chân là phải để dưới nước để quạt. Ừ, phải quạt mới được. Dừng để quạt cho cái dòng nước nó đi á. Đây là tay lưới mới đúng không chú? Ờ, lưới mới không. Này, lưới này ta có đóng chì chưa chú? Đóng sẵn hết á, nó mới mắc. À, ngày xưa thì mình mua giờ mình phải đóng chì đúng không? Đúng rồi. Lưới này lưới mới. Dính con cá gì to to chú ơi? Ừ, coi cái nó dính rồi biết cái này cua rồi nè. À, được con cua. Mà cua dính lưới là mình thấy nó ấy lắm. Cua nó phải rách lưới rồi mình phải bẻ càng nó mới được. Nó rách lưới của mình. Bắt luôn không chú? Giờ bắt chi? Bỏ luôn hả? Gỡ nguyên rồi mình bắt. Chứ mình lấy gì nó chết rồi nè. Mình gỡ gì nó không rách lưới. Nó vậy đó. Chứ mình gỡ mình nương nương đó là lưới của mình hư. Ừ, mình phải xé một hai mặt rồi nó mới ra, nó quấn dữ lắm. Lưới này là lưới 2 màn đúng không? 3 màn. 3 màn luôn hả chú? 2 màn thưa hai bên. Vậy là chú tổng cộng được bao nhiêu tay lưới rồi? À, 4 tay cũ thì 4 tay nữa là 8 tay. Vậy là ngon rồi. Ừ. Này chú văn hồi lúc 5 giờ sáng hả? 4 giờ. 4 giờ. Một tay này là khoảng bao nhiêu mét chú? Tay này 70 rồi à. 70 mét hả? Ừ, xăm 4 tay lưới này là lâu rồi, nó phải mau rồi.
tuốt trên kia rồi. À, chú có bị lên máu gì không? Không. Bị lên máu là dân lưới nguy hiểm. Dám dễ gì dám dân lưới. Chú dân ngang xong gì tàu chạy nó cách lưới. Ô, cá rô phi. Em à. Thì mới dính ra, dính ra. Dạ. Mới thì nó dính vậy đó. Lưới mới đúng không? Lưới thì lưới mới. Còn cá đó nhiêu ký con quên rồi. Cá này 20 nè. À, dính một con nha cô bác anh chị. Còn nhiều con nữa, cái đâu thấy con nó đâu. Nhiều nữa đúng không? 2-3 ký là thiền đó. Dạ. Chắc 2-3 ký thì thiền mà cá rô phi, cá rô ký nha, chứ không phải cá nó không. À. Nó dính ghét rồi vậy chú? Rồi dính theo giác, nước đúng dòng nè, dính mấy mạnh. Chú văng ngang gì rồi xuồng nó chạy gánh lưới mình sao? Nó chìm mấy lưới mà. À hả? Ừ. Cái tàu vô xuồng nó chạy là tiêu hết á. Ừ, chú thấy không? Người ta nhờ nó lành. Nó liền lưới mới, nó dễ dính lắm. Giờ ra cá không đi thôi, rồi đi rồi dính nè. Chú lát nữa cho con thăm tay nữa được không chú? Được. Chú qua đây đi, con qua bên đó con thăm nữa rồi. Con may mắn không? Thăm nãy giờ mới có một con nữa, gần tay rồi đó. Dạ. Rồi tới cái tay này tới đâu? Tới đằng xéo đằng kia đúng không? Thì xéo hoài, xéo lợi vậy không đó. À. Ở đó là phần ngược, bên đây cái tay đó, bên đây. Dạ, cái tay bên đây nè. Ờ. À. Đó. Ồ, mới thì nước nó chìm. Là chú còn trả chú cây dặm nè. Ừ. Đây, đây, đưa cây dặm. Mới đó lạ cái gì đó. Nhưng mà mình càng lắc lư là nó chìm nha, nhưng mà mình đi im im nó không sao. Để ra còn nổi rồi. Có con cá là nó sẽ giật lưới đúng không chú? Ờ, có cá là nó gói nó giật. À. Chú Phan là vũ nó đi tới hoài. Như chú bên này cũng biết quạt quạt cái chân, còn mình càng xa cái lưới á. Bị mình mới mà. Chứ không có làm mà nó không quen. Cái này là Bùi Hồ chỉ dở lưới thôi chứ chưa gọi là thăm lưới. Nhưng mà bữa là chú phải lội dưới chú cắm cây hả? Ờ, đâu có biết được. Nó bán cây phải chịu thôi. Ở dưới sông mà đâu có mò với đâu biết. Nhưng mà mấy cái cây này chú lội lặn lội dưới chú cắm hả? Đâu ngồi xuồng cắm luôn á. Mấy trong này nó cạn. Ôi. Ủa sao nó chìm dưới luôn rồi? Lưới mới là chú nói 200 ngàn tay hả? Ôi con cua chú ơi. Hả? Con cua. Con gốc hay vậy? Con cua. Cua lạc mu đi, lạc mu bỏ nữa tôi sợ lại. Chú không biết gỡ đâu. Con gỡ cái lật cái mu nó hả? Ừ. Cho nó chết luôn hả? Cho nó chết. Chứ cái nó gỡ là phải rách lưới rồi. Thôi tao hại mày vậy cua. Rồi tôi bẻ. Tại vì nó đeo lưới, không đeo lưới nữa, xé lưới của chú nè. Lưới nó bị cuồng. Xé lắm à. Lâu tôi xé một lỗ chồng hàng ra không nhỏ. Nó xin lỗi mày. Nó không muốn bắt mày tại mày đeo rồi. Đúng không chú ai? Ừ. Chú sao? Không biết lưới, không biết dở lưới, dở mấy cái này cái khó. Dở thấy nữa tôi sợ là. À. Chú ơi nãy giờ sao chưa có con nào đó này? Ừ. Để chịch nước rồi không có đâu. Dạ. Để tới chiều thăm dính cái mạnh. Cho dính con cá thôi. Bùi Hồ là không có sát cá cô bác anh chị. Có nghĩa là so với nghề cá là thua đó. Thấy cá nhiều quá cái ham rồi nghĩ làm việc này sao. Ủa sao đây đứng rồi?
coi mất gốc hay gì hỏi cây gốc ở dưới mình đâu có biết. Bỏ vô trong đi, bỏ vô trong đi. Vô trong là ngay cây đó đúng không chú? Rồi đó đó. Rồi. Kiếm một con cá là không phải dễ nha. Ừ, là kiếm cá không phải dễ đâu. Nó có gốc ở dưới. Có gốc có cây chứ không phải là mình tự nhiên mình đặt lưới xuống là mình đem con cá lên, không có chuyện đó. Rồi bộ lưới này nó khổ lắm chứ, nó sát cá rồi nó mới vô. Dạ. Ồ nó mất gốc nữa rồi. Nó hình xu rồi không có gốc rồi nó chết. Ô vậy là không dám cá vô đồng lắm rồi vậy. Cá vô đồng chú ơi. Qua vậy là tôi không dài là tôi không có cá vô đồng đó nha. Con cá vô đồng. Con cá này mà mình nấu nấu canh bầu hả chú? Kho bầu cũng ngon. Kho bầu. Cá vô đồng mà. Trời ơi. Nè. Bằng bàn tay luôn nè thấy không? Thấy không? Con cá này cũng mập cho chú nha. Cá này nó chưa đẻ mà. Thôi thả nó vô. Từng từng hên đó. Vậy là chú hên đó. Tôi hôm trước là không có cá vô đồng đó. Hả chú? Chắc tại biết con không thích ăn con cá gô phi á. Lại tay tới đó luôn. Thôi ta thầm sẵn cho hết luôn ha. Cậu bác anh chị thích coi cảnh này không? Con dính chừng 10 con cá gô đồng được rồi chú ơi. Khoan để tôi coi cái này nó bán hay gì. Bán. Ủa bị trời tối nó bán không hay gì. Rồi. Mình dính một cái con, có khi nào lưới này dính con cá cha không chú? Có chứ. Vậy nước này cá cha nó không đi thì hổm tôi bổ thăm giá 2-3 con à. Lưới này mà văng khoảng mấy mùa nó mới gấp chú? Mùa gì? Trời ơi, cá rô kiến này chú có nửa tháng là bán rồi. Nửa tháng là hư hả? Vậy là bán mà không giữ vốn là mất tay lưới luôn á. Rồi mình ăn uống là bởi vì có khi là thiếu tiền xếp lưới đó. Ừ. Phải vừa văng trên đồng đó khi mùa này còn mùa sau. À, chú phải giờ trồng 2 mí nha cô bác anh chị. Có dở, chú có dễ lái không? Dễ. Giờ không có bánh lái mà quay bao đó. Cái con kinh này á, nó mới được nạo vét lên á. Vậy là có 2 con thôi hả? Chưa mà, chưa hết lưới rồi đâu có biết. Tại nó cứng bỏ ra đây chú không biết bệnh ra lưới đó. Cá quắn dưới thấy không? Mở nhắc ra tới rồi đó. Trời ơi trời. Thôi con để nó lên đây. Rồi, chú con cá này, cá này cũng bé hả chú ha? Thì lưới tám nó từ tràn đó không á. Cái cá leo kiến này khó gỡ hả chú? Khó chứ. Nó phải rách hai mặt mặt rồi chứ không có rách nó đâu có ra. Nó phải gấp rồi hả chú? Nhà nó dám cào bởi vì dân mau hư chứ. Ôi, cô bác với anh chị đừng chửi bùi hồ nha. Cái gì nó cũng có lần đầu đúng không chú? Đúng, con tài nó mát ở trên đó. Dạ con thấy mà. Nó mén nhiều lắm đó, nè. Mà con cá này gỡ là không biết là bị cái tay nó bị xước nữa nha. Tại vì nó nặng quá. Cũng còn. Cũng còn được chứ không có. Có nghĩa là nhằm khi con cá nó nặng á, lưới nó chìm xuống á cô bác anh chị chứ không phải là ấy nha. Dính khoảng chừng 20 kg nữa, 20 con nữa được chú ơi. Gần hết chưa chú? 20, trời ơi dễ vậy, 4 tay đâu mà. Xa lắm hả? Giờ mới có 2 tay mà. Ủa vậy hả? Tay ta có 100 thước đâu mà, đâu quá. Con chừng nào con dính con cá cha bự cho cô bác của anh chị xem. Dám lắm à, chú bữa nay thăm cá rô rồi không được dính cá cha nữa. Quậy lắm, vừa hồ thích trải nghiệm á. Mấy lần đi về Tây Bắc á,
cũng thích thưởng thức những cái món ở đặc sản của vùng miền núi và về đây. Con ốc nè, lấy không chú? Thôi bỏ đi. Con thăm chú có khó bơi không? Đâu khó, tôi cầm theo tôi lái chú không biết. Rồi tôi có giò, tôi quạt nó dễ. Này chắc bao nhiêu năm mới quạt được cái giò? Nửa cần vậy lắm đó chú. Một con nữa. Giò phèn đó. Và dính con cá này Bùi Hồ cũng buồn lắm. Dính con cá này bị gắt lưới. Không thấy cá gì lạ, có cá rô lạ. Tại lâu kiếm không. Không, con cá này ít nè. Thấy không? Thấy gì chưa? Như này nè, cái miệng của nó là cô bác anh chị, thấy không? Gọi là con cá chùi kiến, cái miệng của nó hút gông á. Này, hai con. Đi chú ơi, chú cháu mình tiếp tục đi. Đây nói chung nhà nó là sống không ạ. Ủa chú ơi, dính gốc rồi sao mình lặn lưới nó được? Mới bữa rồi mình đâu có biết đó dưới gì sao. Thì sao mình lặn lưới nó được chú? Rồi bỏ ra đi, bỏ ra đi, tôi bơi qua bển kìa. Dạ. Bơi qua đâu chú? Có cái đài bên. Cái đài đằng kia ha, bỏ tay lưới này. Bỏ khúc này. À. Chứ gió dầm đâu đó. Nhưng mà vậy là chừng nữa chú phải lặn dưới hả? Lội dưới. Nắm cái gì dưới cái phần lên. Cái gì đâu là... còn cái đài kia đâu, đây nè chú, đúng không? Bơm trước nè. À, là hết chưa? Kéo bỏ ra hết rồi. Dạ. Yeah. Rồi. Rồi bói bủa rồi mà chưa rồi nước giống dòng này nó dính nè. Dính theo nước giống dòng rồi mà. Vừa hồ giống chú, không có đội nón, đúng không? Dạ. Chú không có đội nón, đúng không? Không. Cá ơi, mày dính vô đi. Trời trời. Đá mương này hết đó hả chú? Ừ, đá mương đó. Còn qua bên kia nữa không? Không. Ừ hứ. Bốn tay cái đó đó. Có ổn rồi nào không? Hết hả chú? Ừ, hết rồi đó. Hết rồi. Có bốn con phải không? Dạ. Lớn giống dòng này chiều. À, chú gần để con khoe thành tích với cô bác của anh chị vậy. Đây, hôm nay thì đi thăm lưới cá với lại chú bên. Thì chú thăm được một cái con cá này. À, con cá này con cá rô phi. Vừa hồ thăm được con cá này nè. Con cá rô bình thường, cá rô đồng. Cá rô đồng này to nha. Con cá rô đồng này kho tiêu là hết sảy hả chú ha? Kho tiêu cũng kho, còn kho dưa lạc. Con cá này ú ha? Ờ. Có cả này nó đâu có đẻ đâu không. Cá này ta cầm đuôi gì cũng được. Nhưng mà hồi sáng giờ không sao. Chú cũng đã xuống xuồng mới rồi. Dính được mấy con cá coi như là mình lấy lọc. Ha chú bên ha? Đúng rồi. Cũng như xuống ngày nay rồi đó. Dạ? Cũng như xuống lưới ngày nay luôn đó. Và ngày hôm nay á, Bùi Hồ cũng thông tin với cô bác anh chị á, là thay mặt cho chị Linh á, Bùi Hồ thay mặt cho chị Linh ở Mỹ gửi cho chú một cái phần quà nữa, đó là 1.221.000 á, coi như gần chị Linh chuyển khoản cho Bùi Hồ thì Bùi Hồ gửi cho chú 1.250.000 coi như là nãy giờ làm gấp lưới của chú. À, con gửi cho chú. Hay là đậu vô rồi là chá không ăn mà. Ở chị 250.000. Đây là phần quà của chị Linh gửi cho chú bên. Tiếp tục làm vốn. Đây là tinh thần tôi cũng chắc mong cho có đây quà chú đưa cho chú. Cô Linh có gì đó vậy. Tôi cũng mang ơn cô gửi lắm. Tinh thần và cố gắng giúp đỡ thì con tôi cũng mừng cho mấy cô gửi lắm. Vừa có xuồng mới, vừa có lưới mới, vừa có tiền làm vốn.
phát triển. Mai mốt mà có thêm cái chiếc xô, chiếc ghe, chiếc máy nữa là ngon rồi. Chú thấy nó nặng vậy à, nó khẩm vậy chứ nó dẫn ra cái sùng mũ vậy lắm. Mà tại đâu bây giờ dễ vậy, chú giúp với hai chắc đi đóng á, dễ vậy. Dạ. Dạ. Đoạn đường mà từ bốn tay lưới thì khoảng là gần 500 mét. Thước mà bữa cũng còn 300 đó. À, khoảng 500 mét đó cô bác anh chị. Ừ. Có nghĩa là khoảng nửa cây số mà bơ đó, mệt lắm. Có được đôi khi thì chú bên phải đi khoảng đoạn đường 1-2 cây số như thế này là bình thường. Và ngày hôm nay thì thật ra thì Bùi Hồ cũng đi thăm trải nghiệm với chú, rồi cho cô bác biết được cái cảnh miền Tây và biết được Bùi Hồ cũng biết bơi xuồng ha. Mai mốt có về miền Tây Bùi Hồ hướng dẫn cho bơi xuồng. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở video clip sau. Bye bye.